Ngay khi tìm thấy một cái đinh, ta sẽ thấy cái nam châm nhỏ này. Nhìn thấy không? Nam châm đang chỉ thẳng đến đinh. Thế nên ta biết tấm trụ tường là ở đó. Để mẹ đánh dấu vào, ta để cái dầm chia này ở đây. Con sẽ thấy mẹ kẻ một đường ngay chỗ đó. Ta thấy trụ tường ở chỗ đó. Mẹ phải đánh dấu vào. Sau đó khoan lỗ. Con thấy cái dầm chia vừa khít luôn. Vâng, con xoáy bu lông vào được chưa ạ? Mẹ thấy thế nào? Tốt đấy, con làm rất giỏi. Giờ con vặn cả ốc bát gỗ vào đồ nhé. Vâng. Được rồi. Đó, trông được không mẹ? Tuyệt. Thế là xong chưa ạ? Còn phải làm ở mặt bên kia nữa. À, vâng ạ. Thế là xong. Yeah. Thế này được chưa? Con cứ đứng trên đấy để mẹ khoan cho. Đằng nào mẹ cũng phải đặt các thứ này lên trên đó. Được ạ. Con đặt những cái đó ở trước dầm chia được không? Đó, được chưa mẹ? Rất được. Con thấy đó. Việc này mất chưa đến 7 phút. Vâng, không đến nỗi nào mẹ ạ.